Là một đoàn viên từ năm lớp 10, bạn Mỹ Thu đã tham gia nhiều hoạt động của công tác đoàn với tinh thần tích cực và năng động. Mỹ Thu mong muốn được kết nối đến nhiều bạn bè và học hỏi nhiều hơn thông qua hoạt động phong trào, trong thời gian qua, Mỹ Thu là nhân tố tích cực tiêu biểu trong công tác đoàn trường tại đơn vị. Bạn Mỹ Thu là thành viên câu lạc bộ Hoa Phượng Đỏ vì cuộc sống cộng đồng, bạn đã xung phong góp mặt trong hoạt động tình nguyện như chương trình thăm nhà bạn, chương trình tiếp sức mùa thi hoạt động thăm cụ già neo đơn và các trẻ em khuyết tật mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tính cách năng động sáng tạo bạn mỹ thu tích cực tham gia và đạt các cuộc thi phong trào của tổ bộ môn ngữ văn tiếng anh các cuộc thi của trường và của huyện như là cuộc thi biểu diễn thời trang thiết kế thời trang tái chế và diễn kịch vừa qua mỹ thu đạt hạng ba hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh với tinh thần hăng hái và năng nổ ấy hy vọng bạn phan mỹ thu sẽ vẫn cố gắng đóng góp nhiều hơn phát triển hoàn thiện bản thân đồng thời góp phần phát triển hoạt động đoàn trường ngày càng vững mạnh